mà đợt dịch mùa lũ á, ở Đà Nẵng năm 2020 này nè, kỷ niệm đáng nhớ nhất là đi vô trong đó thấy bà con bị ngập 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 bùn á, là chính Trung Thượng đi quay và chia sẻ câu chuyện đó của bà con lên cho mọi người, là lần đầu tiên Trung Thượng thấy cái sình đất, mà đất sét mà nước nó kèm theo con lũ á, theo nước mưa đồ, nó ngập vô trong nhà, đồ đạc nệm rồi mền gối, tất cả các thứ đều nó dính bùn đất dơ hết. Sau cái đợt trận mưa lũ đêm đêm đó ở Đà Nẵng thì chúng mình thấy bà con phải chịu thiệt hại rất là lớn. Đó là những công tác thiện nguyện mà chúng mình đáng nhớ nhất trong 2022, là trên con đường mẹ suốt. Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Hello, Trọng Thượng xin chào quý ông bà cô chú, quý vị khán giả đang xem trên kênh Hội Thiện Nguyện BDS. Thì Trọng Thượng là tài xế xe cứu thương 01, cũng giống như những công tác hoạt động thiện nguyện khác. Thì hôm nay để gửi đến quý cô chú anh chị, quý vị khán giả video cuối năm, để khi anh em tạm biệt quý cô chú anh chị, quý vị khán giả để về quê hương ăn Tết. Thì Trọng Thượng xin chúc quý cô chú anh chị, quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe, có một năm mới an khang thịnh vượng bên người thân và gia đình. Cũng không quên chúc sư phụ và sư mẫu và những cô chú đứng đầu của Hội Thiện Nguyện BDS ạ. Thì tính tới thời điểm là khi xe cứu thương mà 01 vừa về thì xe đó bao nhiêu năm, thì Trung Thuận chạy bao nhiêu năm, mà tính là thời điểm là lũ lụt miền Trung là 2010 2019 thì phải, 2019 2019 thì Trọng Thượng đã có mặt về với lại sư phụ cùng anh em. Thì trong thời điểm đó thì Trọng Thượng là một tài xế, thì cũng quen biết với lại chỗ anh Phát là Hoài Sĩ Tinh. Thì ông Hoài Sĩ Tinh đã dẫn dắt với lại cùng mấy anh em vô để mà chung với xuồng một tay để mình làm công tác thiện nguyện. Thì riêng bản thân của Trọng Thượng thì thấy lúc đầu vô thì Trọng Thượng cũng làm tình nguyện viên để mà phụ giúp sư phụ một tay, thì để mà cùng giúp đỡ cho bà con. Thật sự thấy sư phụ là một người làm việc cộng đồng rất là ý nghĩa về mọi cái, trong sạch sạch sẽ, đó là hai từ trong sạch và sạch sẽ Trọng Thượng gửi đến, và Trọng Thượng tôn trọng sư phụ và kêu sư phụ hai tiếng sư phụ đến ngày hôm nay. Đó là những gì Trọng Thượng muốn gửi đến trong video này. Thật sự ra thì sư phụ là một người mà rất là đơn giản dị, hòa đồng chung với anh em. Anh em đi theo sư phụ làm gì anh em làm cái đó, và gần gũi gắn kết đến sư phụ đến thời điểm này. Thì thật sự ra đối với Trọng Thượng thì sư phụ là một người rất là giản dị và rất là tuyệt vời trong công việc công tác thiện nguyện, rất là trong sạch và sạch sẽ. Nhưng những cái mà sự kiện mà những cái chương trình sư phụ mang đến cho bà con rất là ý nghĩa, và khi đi theo sư phụ, Trọng Thượng cảm thấy là mình có cơ hội để mà mình làm những cái việc mà mình thích, và mình có cơ hội để mình làm để mà mình trả cái nghiệp của bản thân mình trước trước mình không biết mình đã làm gì, chứ không phải là mình làm để mà mình được cái này cái kia, được phước báo hay này cái nọ. Thực sự ra thì mình chỉ là mình mong muốn mình làm được một việc gì đó nhỏ nhoi, cùng chung tay với cộng đồng, dù làm đúng cái nghề của mình là mình lái xe cứu thương để mình vận hành, mình giúp đỡ cho bà con. Đó là về phần mà khi mà về hội để mà cảm nhận về một người mà sư phụ mà Trọng Thượng kêu từ khi mà biết sư phụ đến giờ. Đó là Trọng Thượng chia sẻ là khi mà có duyên đến với sư phụ. Rồi thì nếu mà nói về tật xấu của sư phụ thì không có cà phê là sư phụ không làm gì được hết á. Cái đó là một cái tật xấu mà không bỏ được. Rồi cái thứ hai là sư phụ đi đâu cũng phải có cà phê để sư phụ làm việc. Và cái thứ ba nữa là sư phụ tật xấu của sư phụ là sư phụ hay thức thức đêm á, thức đêm sư phụ thức khuya lắm, sư phụ làm công việc này kia nọ. Mong rằng là sư phụ nghỉ ngơi được nhiều để mà cải thiện những cái tật đó. Tật của sư phụ là uống cà phê nhiều, thức đêm. Đó là tật, cái đó gọi là tật xấu đó, theo bản thân của Trọng Thượng nghĩ. Đó, mong rằng là sư phụ sang năm mới sư phụ giữ gìn sức khỏe,
công việc thì có thể là nhẹ nhàng hơn sau nhiều năm mà sư phụ làm công tác. Thì đêm nào thì sư phụ cũng rất là nhiều công chuyện. Khi mà anh em kết thúc công việc rồi, riêng sư phụ thì ăn chỗ nào cũng được mà ngủ chỗ nào cũng được. Nhiều khi lướt điện thoại kiểm tra tương tác rồi công tác này kia kia nọ rồi ngủ quên luôn. Đó là cái tật xấu của sư phụ đó, thì trong thần chia sẻ với cô chú anh chị. Còn riêng về mà cái tốt của sư phụ thì cảm nhận riêng của trong thần có xấu cũng có tốt. Sư phụ là một người làm một cái gì đó là sư phụ phải lên một cái kế hoạch rõ ràng, cụ thể, đơn giản như một công tác thiện nguyện. Ví dụ như muốn phát một 100 phần quà hoặc là 100 phần sữa. Ngày xưa sư phụ nói trong thần một câu mà mình cũng nhớ hoài. Sư phụ nói giúp người từ bi là phải trí tuệ. Là mỗi khi sư phụ mua, ví dụ như trọng thần nói là mua ví dụ như mua gạo đi, từ đây mình làm công tác thiện nguyện đúng không, từ đây mình có thể mình ở đây đơn giản, ở đây trước đây là cũng có đại lý gạo này, nhưng mà sư phụ không mua, ở đây kế đây cũng có đại lý gạo. Khi sư phụ làm công việc gì, sư phụ phải tìm hiểu kỹ địa hình ở đó làm sao, rồi giá thành gạo thóc, rồi tính đơn vị vận chuyển này kia kia nọ ra đến đó làm sao. Về cái phần mà công tác đó, sư phụ rất là chu đáo, rất là tốt. Ví dụ như một bao gạo ở chỗ này bao nhiêu tiền thì sư phụ tính toán rất là kỹ. Kỹ là để bảo vệ những cái đồng tiền mà mạnh thường quân người ta làm cực khổ, người ta gửi đến cho hội thiện nguyện BDS để mình trang, mình chia sẻ tình thương cho mọi người, để mọi người được, không phải là được khắc phục mà người ta vượt qua cái khó khăn bền vững, nhưng mà khắc phục được người ta được tháng nào hay tháng đó, được ngày nào hay ngày đó. Chứ mình không thể mà mình nắm tay, mình đồng hành và mình giúp đỡ cho mọi người suốt cuộc đời được. Đó là những như vậy. Ví dụ như sư phụ mua bao gạo thì sư phụ tính toán, mua một chai nước suối sư phụ tính toán rất là kỹ. Và cái đức tính tốt của sư phụ khi mà sư phụ làm một công tác nào đó để mà hỗ trợ cho bà con, sư phụ lên kế hoạch rất là kỹ. Đó là cái đức tính tốt của sư phụ. Và làm gì thì sư phụ cũng rất là rõ ràng cho anh em, để anh em nắm rõ, để mà công việc làm mỗi khi lên chương trình. Đó là đức tính tốt của sư phụ khi mà sư phụ làm công việc và lo cho mọi người rất là ok. Những gì Trung Thượng muốn chia sẻ cho mọi người, ví dụ như sư phụ muốn làm một cái chương trình, Trung Thượng nghe lên ví dụ như lên Gia Lai đi, sư phụ nói câu không lẽ bây giờ đi lên trên Gia Lai mà người ta xin tiền bán vé số mà sư phụ bỏ tiền cho người ta, ví dụ như sư phụ cho người ta 5 triệu được đó, lẽ bỏ giờ cho người ta 5 triệu bán vé số, sư phụ nói lẽ cho người ta bán vé số trên núi, người ta bán cho Lâm Tặc hay bán cho ai. Những cái gì mà sư phụ nói ra nó có lý lắm, nên là nhiều khi mình nghe mình học hỏi từ sư phụ rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ có nhiều công việc, nhiều câu chuyện sư phụ giúp, ví dụ giúp người, sư phụ giúp cho cần câu, chứ sư phụ không có giúp cho mọi người được cái kinh tế mà lâu dài bền vững á, thì để vươn lên á, thì phải phụ thuộc vào bản thân mình nữa. Đó, nhiều chương trình sư phụ làm rất hay và ý nghĩa, theo trọng thượng là cảm nhận là thấy như vậy. Kinh nghiệm chia sẻ những gì mà đáng nhớ nhất trong một năm qua hả? Thì trong suốt một năm qua thì đối với riêng trọng thượng thì từ khi vô họ làm thì mình cũng cảm giác là mình làm giúp đỡ cộng đồng. Mà nói về việc đáng nhớ nhất thì đợt dịch thì qua rồi, năm 2021. Đợt này thì đáng nhớ nhất là ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng khi mà Trung Thượng trước mặt Trung Thượng là con đường đó, là con đường Mỹ Suốt á, mà đợt dịch mùa lũ á, ở Đà Nẵng năm 2020 này nè, kỷ niệm đáng nhớ nhất là đi vô trong đó thấy bà con bị ngập bùn á, là chính Trung Thượng đi quay và chia sẻ câu chuyện đó của bà con lên cho mọi người. Là lần đầu tiên Trung Thượng thấy cái sình đất, mà đất sét mà nước nó kèm theo con lũ á, theo nước mưa đồ, nó ngập vô trong nhà, đồ đạc nệm rồi mền gối tất cả các thứ đều nó dính bùn đất dơ hết.
sau cái đợt trận trận mưa lũ đêm đêm đó ở Đà Nẵng thì chúng thường thấy bà con phải chịu thiệt hại rất là lớn. Đó là những công tác thiện nguyện mà chúng thường đáng nhớ nhất trong 2022 là trên con đường Mẹ Suốt. À, có một hoàn cảnh đặc biệt ấn tượng nhất để mà gửi đến cho quý cô chú anh chị, quý vị khán giả trong câu chuyện, trong lời tâm sự này thì đặc biệt nhất 2021 là có một ca mà thật sự mình nhớ hoài luôn, mình không quên. Đó là cái ca của một cô mà cô mất ở khách sạn Đào Duy Từ, mà cô mất 10 nói chung là trên 15 ngày, mà đợt đó là đợt dịch mà dân ở đó người ta sống không yên. Người ta có viết lên trên trang của quận 10 á, là người ta nói là sống không xong mà chết cũng không yên. Là đợt đó là cái xác đó nó thúi quá, nó nằm trên lầu 2 của cái khách sạn á, là nó quá hôi, mà đợt dịch Covid á, anh em phải đến đó, anh em tẩn liệm cái ca đó là cùng sư phụ, cùng anh em. Là đợt đó là mình cầm theo cái thuốc khử khuẩn á, là cô chết trong tư thế là rất là kỳ. Chết trong tư thế là không quần áo. Rồi nói chung là cô lần đầu tiên mình đi làm một ca như vậy đó, cô mất trên tư thế không có quần áo mà cô nằm ở trên giường trong tình trạng phân hủy. Là mình làm cái ca đó là mình cảm thấy là mình nhớ hoài luôn, mình không quên là cái ca đó đó. Nên là trọng thượng không có muốn tốn thời gian của quý cô chú anh chị kể nơi nó hơi dài dòng. Cô chú anh chị có thể xem lại video đó. Vô là phải khử khuẩn đồ này kia nọ, rồi mình tẩn liệm vô ở quen. Đợt đó là mình đưa đi thiêu, mà đưa đi thiêu á, trong cái thời gian phân hủy đó là đưa đi thiêu, rồi phải đưa lên trên lò thiêu, phải đợi 3 ngày mới thiêu được cho một hoàn cảnh. Đó là trọng thượng chia sẻ. Mà cái mùi phân hủy của cơ thể mà của người ra, ba cái ô uế thể trượt của con người ra, thì cái mùi đó nói chung là nhớ hoài cái hoàn cảnh mà đặc biệt đó. Còn mà về trên câu chuyện mà hoạt động xe cứu thương, những hoàn cảnh chở đi chở về mà bị không may bị mất á, thì trong thần chạy xe 01 thì chưa thấy về hình ảnh nào của về tâm linh. Nhưng mà riêng trọng thần thì thấy trực tiếp một ca thất cổ, thì thấy hình ảnh đó là người mất cho mình thấy, thì mình thấy người ta bị treo cổ gì đó, người ta chưa chịu đi. Đó là chính mắt mình thấy luôn nha cả nhà. Đó, những gì mình thấy, mình nói, mình chia sẻ thông tin là mình chia sẻ cho đúng. Còn không có thiêu dịch thêm. Đó là những gì trọng thần chia sẻ. Thực sự ra thì mình làm, mình cống hiến, mình giúp đỡ cho cộng đồng về công việc, thì mình thấy trước mắt á, mình đi, mình làm, mình không có quan trọng là bây giờ là mấy giờ, thời gian này là như thế nào. Quan trọng là mình đi đến đó, mình giúp đỡ cho bà con, thì xong công việc rồi. Thì thực sự mệt thì có mệt, nhưng mà nó có một nguồn năng lượng nào đó mình cảm nhận được, là sau khi mà mình, lúc mà mình bắt tay vô, mình sắp là cà với công việc á, thì thực sự ra lúc đó mình quên đi cái mệt, không có cái mệt, mình hăng say mình làm. Khi xong rồi thì mình mới cảm giác là mình mệt, là sức khỏe của mình thì mình không có nghĩ đến để mà mình lo, cũng như là mình lo là mình không đủ sức khỏe để mà mình phục vụ, mình giúp đỡ cho bà con. Thì những khi nào mà mình bệnh đau á, mình nằm xuống mình bệnh đau, thì lúc đó mình mới báo với sư phụ thôi. Thì còn mà nói về lo sức khỏe thì mình lo cho gia đình nhất, mình lo là mẹ ở nhà, những người thân gia đình của mình ở nhà. Nhiều khi có chuyện gì mình về không kịp. Thực sự ra thì bản thân của mình thì mình cũng thấy là mình cũng tệ nhiều lắm. Tại vì nhiều khi mình đi giúp đỡ cho cộng đồng nhiều, mà ở nhà thì công việc nhà nó tồn động, mà mình không thể là mình chia sẻ được công việc với nhà. Nên là khi nào
mọi người cứ hiểu là mình đi giúp đỡ cộng đồng được mà công việc nhà mình làm không được là mình khó chịu như thế nào. Đó là bản thân của mình cảm thấy khó chịu, là nhưng mà người nhà, người thân, gia đình cũng thông cảm, nhất là những người mà yêu thương mình, người ta thông cảm, đồng hành, người ta hiểu được công việc, thì sẽ trân trọng và yêu thương mình. Như là điển hình như là một người phụ nữ bên cạnh mình, là họ yêu mình, họ thương mình, họ chấp nhận, họ tin tưởng, họ cho đi để mà mình cùng đồng hành, cùng giúp đỡ bằng cộng đồng, giúp đỡ bà con nửa đêm, nửa hôm, bất kể giờ giấc, hoặc là đi có thể nửa tháng, tháng, là người phụ nữ đó cũng có sự hy sinh trong đó và cả gia đình. Còn về sức khỏe thì chỉ còn mong là mình còn đủ sức khỏe để mà mình lo cho cộng đồng, mình giúp đỡ được cho cộng đồng, mình làm việc có ích cho cộng đồng. Còn về gia đình thì mình cầu mong gia đạo, gia quyến của mình trên con đường thiện nguyện mình đi làm, mình mong rằng là mọi thứ được bình an suôn sẻ để mình dễ dàng, mình gần gũi, mình an tâm, mình đi ra xã hội để mình giúp đỡ cộng đồng, dù là một việc nhỏ nhất trong thời gian có thể mình chia sẻ được. Đó là những gì Trọng Thịnh chia sẻ đến cho mọi người. Rồi thì sau cuối video này thì Trọng Thịnh cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương Hội Thiện Nguyện BDS và luôn chia sẻ những tấm chân tình, những gì mà quý cô chú anh chị đang có, dù ít nhất là một lời bình luận, ít nhất là một lời cầu nguyện cho những hoàn cảnh đã mất, cho những người không may, cho những người thiếu ăn, thiếu mặc, mình có để mình chia sẻ là mình hạnh phúc lắm rồi. Đó là những gì Trọng Thịnh chia sẻ mộc mạc chân thành để gửi đến quý cô chú anh chị. Một chiếc xe cứu thương không đồng mà anh em vận hành, nhiều khi nước mắt rơi để mà cảm động, và những tình thương quý cô chú anh chị chia sẻ đến cho mọi người. Khi mọi người sử dụng đúng hoàn cảnh, sử dụng đúng xe cứu thương, mọi người cần đúng sự tình thương mà anh em phục vụ, rất là vui vẻ, rất là thích. Thật sự anh em cũng muốn gắn bó, cũng muốn đi trên con đường này lâu dài để mà làm một việc gì đó sau này để mà có ích cho gia đình, có ích cho cộng đồng, sau này có hình ảnh để mà con cháu nó nhìn, nó cảm nhận được ngày xưa ba mình làm gì vậy hay là gì đó, hình ảnh nó còn mãi. Đó là những gì Trọng Thịnh chia sẻ. Rồi một lần nữa Trọng Thịnh cảm ơn quý chú anh chị, quý vị khán giả rất là nhiều, và kết thúc một năm 2022 thì Trọng Thịnh cũng mong rằng là quý cô chú anh chị, quý vị khán giả ủng hộ Cao Số Bóp để sư phụ có kinh phí hoạt động để anh em có thể mà đi giúp đỡ bà con nhiều hơn trong công tác thiện nguyện nha cả nhà. Rồi bye bye, thân ái và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.